Hỡi ôi má lúm đồng tiền, cuộc đời sướng khổ, thăng trầm ra sao? Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Cổ Học Kỳ Thư. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Ba thương má lúm đồng tiền, bốn thương răng nhánh, hạt huyền kém thua. Quý vị thân mến, má lúm đồng tiền là một nét duyên dáng tô điểm cho gương mặt, là nét tướng quyến rũ khiến bao người mê đắm. Người có mặt lúm đồng tiền thường mang lại cho người khác cảm giác thân thiện, dễ gần. Hễ nở nụ cười là vô cùng đáng yêu. Thậm chí hiện nay rất nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ, còn tìm đến các cơ sở thẩm mỹ để tự tạo má lúm đồng tiền, làm cho mình trở nên xinh đẹp và duyên dáng hơn. Song quý vị và các bạn đã bao giờ thực sự tìm hiểu xem tướng người có má lúm đồng tiền thì tính cách ra sao, cuộc đời sướng khổ thế nào, vận mệnh có thăng trầm, biến đổi gì không? Và liệu má lúm đồng tiền có mang lại những điều may mắn cho chủ nhân như nhiều người vẫn truyền tai nhau hay không? Trong video ngày hôm nay, Cổ Học Kỳ Thư sẽ chia sẻ với quý vị những ý nghĩa của má lúm đồng tiền theo quan niệm của nhân tướng học. Quý vị hãy cùng theo dõi để hiểu hơn về vết lõm đặc biệt trên gương mặt này nhé! Lúm đồng tiền là một vết lõm nhỏ xuất hiện trên má, có thể xuất hiện ở một bên hoặc cả hai bên của khuôn mặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có lúm đồng tiền vì nó được hình thành do sự khác biệt của cơ và da trên khuôn mặt. Tình trạng này khá phổ biến và được nhiều người quan tâm. Nhiều người cho rằng lúm đồng tiền là một ưu điểm để giúp cho người sở hữu nó trở nên duyên dáng và cũng cuốn hút hơn. Má lúm đồng tiền thường xuất hiện khi con người bắt đầu thể hiện cảm xúc như cười, nói, khóc. Một nụ cười má lúm chắc chắn sẽ để lại ấn tượng đặc biệt bởi nét thu hút cực kỳ riêng. Đây giống như một điểm nhấn khiến cho khuôn mặt trở nên ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, đôi má lúm duyên dáng làm đẹp cho khuôn mặt có thể tiết lộ nhiều điều về cuộc đời của bạn. Cùng xem tướng người có má lúm đồng tiền xem vận mệnh họ ra sao nhé. Thứ nhất, người có nhân duyên tốt, song dễ phạm đào hoa kiếp. Những người có má lúm đồng tiền rất dễ được người khác phái để mắt tới. Song đường tình duyên lại dễ gặp nhiều trắc trở, vướng phải bao nỗi chân chuyên. Xem tướng người có má lúm đồng tiền, cuộc đời họ xuất hiện khá nhiều đào hoa dữ. Theo quan điểm về cái đẹp của phụ nữ phương Đông, má lúm đồng tiền duyên dáng là điểm nhấn cho sắc đẹp. Còn với người phương Tây thì đó chính là dấu hiệu của sự quyến rũ giới tính. Đôi má lúm đồng tiền, cảm giác vừa đáng yêu vừa thích nghịch lại vô cùng rực rỡ. Chẳng ngạc nhiên khi người có nét tướng này lại cuốn hút người khác đến vậy, nổi tiếng là tướng người đáng tin cậy. Tuy nhiên, nhân tướng học lại cho rằng má lúm có thể khiến cho chủ nhân của nó gặp phải họa đào hoa. Thông thường, những người này đều có tính cách khá hòa đồng, thân thiện, dễ kết giao, nói chuyện với người khác giới. Song, điều đó không giúp ích nhiều cho đường tình duyên của họ. Càng nhiều mối quan hệ thì càng dễ gây rối bời. Kén cá, chọn canh, lắm mối tối nằm không. Đặc biệt với nữ giới, họ có thể dễ gặp phải những người không tốt, lại thêm tính cách có phần trẻ con, tùy tiện, nên khó yên bề gia thất, dù đã kết hôn cũng khó ổn định như ý. Thứ hai, hậu vận không tốt lắm, nên hành thiện tích đức. Xem tướng khuôn mặt, đôi má tượng trưng cho hậu vận của con người. Nhưng má lúm đồng tiền thường là vết lõm vào trên đôi má, lại vừa khéo nằm ở phần hạ đình. Trong khi hậu vận tốt thì đôi má nên căng tròn, bóng sáng. Vì thế mà người có má lúm hậu vận thường sa sút, có thể thời trai trẻ họ được nhiều người yêu quý, cũng gặp nhiều chuyện tốt lành. Song tới hậu vận, từ sau 49 tuổi trở đi, lại dễ vướng vào khổ bệnh, vận trình dần suy thoái. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 59 đến 60 tuổi, họ dễ xảy ra tai nạn bất ngờ. Người này nên năng hành thiện tích đức, niệm kinh tu hành thì mới có thể thuận lợi đi qua năm tháng tuổi già. Thứ ba, nam giới khó bề khởi nghiệp.
Như đã nói ở trên, những cô gái có đôi má lúm làm duyên thường gặp phải những người không tốt lành, lại hay chiêu gọi đào hoa dữ. Riêng với nam giới thì đôi má lúm khiến cho họ không thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Vị trí của má lúm trên khuôn mặt chính là cung vị nô bộc. Xem tướng người có má lúm đồng tiền, đây là dấu hiệu thể hiện người này dễ nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên, kém hòa hợp với cấp dưới, cũng có thể bị tiểu nhân hãm hại, sự nghiệp khó thành. Thường thì đàn ông có nét tướng này khó lòng một mình đơn thương độc mã gây dựng sự nghiệp, cũng khó có không gian phát triển trong tương lai. Thứ tư, tỳ vị kém, tiêu hóa không tốt. Nhân tướng học tiết lộ rằng má lúm đồng tiền cũng ảnh hưởng khá nhiều đến khẩu vị của chủ nhân. Phần lớn những người có nét tướng này thường bị mất cân bằng chức năng tiêu hóa, tỳ vị không tốt. Thứ năm, dễ được lòng người lớn tuổi. Những người có má lúm thường rất được người già yêu quý. Nụ cười của họ trong sáng và thánh thiện, mang tới niềm vui. Với người già, đó là những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu và hoạt bát nên vô cùng quý mến. Có được tình yêu của trưởng bối là điều hạnh phúc vô vàn. Tiền vận của người này đa số đều tốt đẹp, được yêu thương và chăm sóc chu đáo, có tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc vô vàn. Thứ sáu, đôi khi dễ nổi nóng vô cớ. Tuy có vẻ ngoài khá dễ mến, nhưng kỳ thực, xem tướng người có má lúm đồng tiền, họ lại không được trầm tĩnh cho lắm. Dễ được lòng mọi người, nhưng vì tính tình đôi khi thay đổi thất thường, họ có thể đánh mất những mối quan hệ đáng quý. Đặc biệt, với má lúm nằm ngoài đường pháp lệnh, họ dễ bốc đồng, tranh cãi với mọi người, ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống. Nên tu tâm dưỡng tính, tránh sốc nổi, khiến cho bao công sức bản thân gây dựng đổ xuống sông, xuống bể. Bên cạnh đó thì mỗi vị trí má lúm đồng tiền khác nhau lại mang một ý nghĩa riêng của nó. Cụ thể, má lúm đồng tiền bên phải. Với phụ nữ sở hữu má lúm đồng tiền bên phải, họ thường là người có tính cách hướng ngoại, bản thân sẽ luôn sống thoải mái, cởi mở và năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Tuy nhiên, họ vẫn thể hiện được sự dịu dàng thùy bị nên rất được nửa kia chú ý. Nữ giới có lúm đồng tiền nằm bên phải luôn có sự tự tin là chính mình. Trong công việc, họ thường quyết đoán và cũng biết cách kiểm soát cuộc sống của mình. Với đàn ông sở hữu đặc điểm này, thường họ sẽ có tính tình vui vẻ, tuy nhiên lại sống hướng nội tâm và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Đặc biệt, những chàng trai có má lúm đồng tiền bên phải cũng có nét duyên ngầm nên vô cùng sát gái. Rất nhiều bóng hồng sẽ bị chinh phục bởi nụ cười quyến rũ này. Má lúm đồng tiền bên trái. Theo nhân tướng học, khi con gái sở hữu lúm đồng tiền nằm ở bên trái, thường rất có tài ăn nói. Họ rất giỏi giao tiếp và dễ có thiện cảm với người khác. Chính vì sự thân thiện đó nên những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý. Trong tình yêu, họ sẽ là người trung tình, yêu hết mình và không dễ đổi lòng. Còn với con trai có má lúm đồng tiền trái lại được nhiều phái nữ yêu thích. Họ là người có tính đào hoa và cũng ưa thích sự mới mẻ. Chính vì thế, trong tình cảm, những anh chàng này có tính khí khá trăng hoa. Tình yêu vì thế sẽ nhanh chóng kết thúc, hiếm có mối tình nào lâu dài và sâu đậm. Má lúm đồng tiền hai bên. Theo quan điểm của ông bà ngày xưa, nếu con gái sở hữu má lúm đồng tiền, thường là người dịu dàng, duyên dáng, năng nổ, đáng yêu và dễ gần. Chính vì những đặc điểm ấy, các cô gái có má lúm đồng tiền thường có nhiều người theo đuổi. Con trai có má lúm đồng tiền cả hai bên thường là người rất vui vẻ, nhiệt tình, hoạt bát, năng nổ, thích giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu mến. Thậm chí họ còn rất đào hoa, đa tình nên có nhiều cô gái thương thầm, trộm nhớ. Người có má lúm đồng tiền cả hai bên cũng là người được quý nhân phù trợ, cuộc đời gặp nhiều may mắn, gặp dữ hóa lành. Cuộc sống của họ khá an nhàn, sung túc, túi tiền rủng rỉnh, ít phải lo nghĩ tới vấn đề tiền bạc. Trên đây là những quan niệm về má lúm đồng tiền được nhìn dưới nhiều góc độ. Tuy nhiên, không phải những điều trên đều đúng với tất cả mọi người. Bởi sở hữu một nét tướng đẹp chưa chắc mang đến cho bạn một cuộc sống nhàn nhã, sung sướng như ý,
mà còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân cùng nhiều yếu tố khác. Chính vì vậy, ngoài việc cảm thấy may mắn, sở hữu nét duyên trời phú ấy, thì bạn cần có ý chí mạnh mẽ, kiên trì và biết phấn đấu để có được cuộc sống như ý muốn. Quý vị thân mến, cái đẹp trong nhân tướng học và cái đẹp trong thẩm mỹ học có nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Có bộ vị đẹp trong nhân tướng nhưng lại chưa đạt thẩm mỹ tốt và ngược lại. Phần tiếp theo của video, cổ học kỳ thư sẽ đem đến cho bạn những nét phúc tướng, quý tướng của phụ nữ tướng xấu là lại rất đẹp, đem lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, gò má cao. Theo quan niệm dân gian đồn đại, nếu cung gò má quá to, người phụ nữ đó có bản tính dữ dằn, không hiếu thuận. Với tính cách đó, cuộc hôn nhân của họ cũng không mấy tốt đẹp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, về già cô độc. Nếu phụ nữ có đỉnh gò má cao, gần tới đuôi lông mày, thì chủ nhân có thể là người từng trải. Cuộc đời nhiều gió bụi, nhưng cuộc hôn nhân của họ sẽ không mấy tốt đẹp, gia đình dễ gặp chuyện xung khắc hoặc ly tán. Về cơ bản, tướng gò má cao như vậy thường xấu số, cuộc đời không mấy hạnh phúc. Tuy nhiên, xét theo một khía cạnh khác, gò má đầy đặn, không cao quá trung điểm của mũi thì chủ nhân có số hưởng, tính tình dễ chịu, cuộc sống an nhàn, hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt, nữ giới có gò má dạng này được chồng yêu thương và tôn trọng. Tương lai trở thành người vợ đảm đang, người mẹ hiền, lấy được người chồng thành đạt, tài giỏi và có trách nhiệm với gia đình. Đây là những người phụ nữ sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng. Thứ hai, miệng rộng. Dân gian ta hay nói, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Tuy nhiên, đã đến lúc quên đi định nghĩa, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà được rồi. Câu nói trên hiểu một cách theo nghĩa bóng thì ý ám chỉ rằng những người đàn bà có khuôn miệng rộng chỉ là thứ đàn bà phá tán, chỉ biết ăn mà không biết làm. Quan niệm này đã theo xã hội và sống trong xã hội một khoảng thời gian rất dài trước khi chúng ta đưa ra những nhìn nhận thoáng hơn về cái đẹp cũng như hình ảnh một người phụ nữ miệng rộng. Theo nhân tướng học trong kinh dịch, phụ nữ có miệng rộng và giọng nói vang thường là những người hoạt động tích cực, sống thân thiện và cởi mở. Vì thế mà họ giao tiếp giỏi và ưa thích ngoại giao, nên biết cách làm ăn, kiếm được nhiều tiền lo cho cuộc sống gia đình đầy đủ, sung túc. Thứ ba, phụ nữ nhiều lông tay, lông chân. Theo quan niệm người xưa, những phụ nữ có nhiều lông mọc ở bụng, cánh tay hay những bộ phận khác trên cơ thể thì ham muốn về chuyện ấy sẽ cao hơn so với những phụ nữ khác. Họ không được các bà mẹ chồng đánh giá cao vì sợ bản tính lăng nhăng, quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, theo nhân tướng học, nữ giới có lông thường có vận mệnh may mắn, sung túc. Cuộc sống của những người này thường rất suôn sẻ, bình an. Làm việc gì cũng gặt được thành quả tốt. Mặc dù tính cách của họ có phần ngang bướng, mạnh mẽ, nhưng lúc ở nhà lại vô cùng hiền lành, biết cách chiều chồng và yêu thương con cái. Có thể nói, đây là tướng vượng phu tốt, không chỉ tự bản thân có thể đạt được công danh, mà còn giúp chồng có sự nghiệp vững chãi, phát tài. Thứ tư, mũi to, đồng mũi tròn. Có lẽ xu hướng khiến nhiều người theo đuổi hiện nay và chưa có xu hướng hạ nhiệt suốt khoảng thời gian gần đây chính là chiếc mũi cao, thanh thoát. Thực ra từ xa xưa, các cụ ta đã đề cao nét tướng của người con gái có mũi dọc dừa, cho rằng đó là người dịu dàng và đảm đang. Nhưng nhân tướng học lại chỉ ra rằng người nào có cánh mũi to, đồng mũi tròn mới là phúc tướng hiếm có khó tìm. Chiếc mũi như vậy có thể sẽ khiến cho vẻ đẹp của toàn khuôn mặt bị kéo xuống, nhưng lại khiến cho túi tiền của bạn nặng hơn. Chủ nhân của chiếc mũi to tròn sẽ có cuộc sống giàu sang sung túc, hậu vận an nhàn. Bạn sẽ hiếm khi phải lo phiền về tiền bạc. Lỡ lúc nào túng thiếu thì ngay sau đó sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối mà thoát khỏi cơn hoạn nạn. Người ta nói mũi to còn là tướng ích phu vượng tử, bởi đơn giản là người này càng trưởng thành thì càng gặp nhiều may mắn. Thế nên ai ở bên cạnh họ cũng sẽ được hưởng lấy may mắn trong đời. Thứ năm, chân to như cột đình.
chị em phụ nữ thì luôn thích đôi chân thon dài nuột nà mà không có được, ngược lại bị thay thế bằng đôi chân to, mập mạp, thì cũng đừng quá muộn phiền nhé. Tuy rằng đúng là đôi chân đó khiến bạn nhìn thiếu thanh thoát, mặc đồ cũng kém đẹp hơn, nhưng về lâu dài thì đó lại là nét tướng tốt đó. Theo các chuyên gia nghiên cứu về nhân tướng, đôi chân của người phụ nữ trong nhà cũng giống như cây cột trụ nâng đỡ tài lộc, phúc khí của cả gia đình. Thế nên nếu cột trụ mà to, vững thì tất nhiên gia đạo sẽ an yên, phải không nào? Chân to mới nhiều lộc, quả thực đó là nét tướng phát tài. Bạn sẽ có khả năng làm giàu rất tốt, chẳng những kiếm được tiền mà còn biết giữ tiền nữa. Lấy chồng thì chồng con được nhờ, còn nếu không may chưa tìm được người tốt thì hãy cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống, bởi chính bạn đã là đại gia thì sao phải nhờ cậy vào ai nữa. Thứ sáu, tay to thô. Mỗi khi nghĩ đến bàn tay con gái, người ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh chiếc búp sen với đôi bàn tay mềm mại, ngón tay thon dài. Tuy nhiên, bạn có thấy lạ không? Khi rõ ràng có nhiều mệnh phụ phu nhân, cả đời an nhàn, sung sướng, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, chứ đừng nói là làm việc nặng mà bàn tay vẫn thô ráp, ngón tay to, chẳng mềm mại chút nào. Đó là bởi đây là nét tướng phát tài mà không phải ai cũng có được. Bàn tay thô không thể hiện sự cực nhọc họ phải trải qua, mà thể hiện niềm đam mê, sự quyết đoán và kiên trì khi theo đuổi ước mơ của họ. Đã muốn gì là phải làm bằng được. Chính như thế mà họ có được địa vị cao trong xã hội, cũng chồng con hết lòng yêu thương, thủy chung như nhất. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trong video ngày hôm nay, Cổ học Kỳ Thư đã chia sẻ với quý vị những ý nghĩa của má lúm đồng tiền, cũng như những nét tướng tưởng chừng xấu mà lại vô cùng tốt, giúp chủ nhân có cuộc sống ấm no, viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn. Song những thông tin này cũng chỉ mang tính chất tham khảo, không tuyệt đối chính xác. Vậy nên quý vị cũng không cần quá lo lắng nếu bản thân mình không có những nét tướng ấy. Điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực cố gắng của mỗi chúng ta. Chỉ cần bản thân chịu khó tích đức hành thiện, làm nhiều việc tốt thì phúc báo ắt sẽ tìm đến quý vị. Thời lượng của video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có điều gì muốn chia sẻ cùng với Cổ học Kỳ Thư hay không? Hãy để lại ý kiến của quý vị bằng cách bình luận bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ Cổ học Kỳ Thư quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.